10 giờ 30 trưa nay ngày 10 tháng 11, công tác di dời dân đã được các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi cấp tốc triển khai. Hàng trăm hộ dân ở vùng triều cường được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. 290 hộ dân ở vùng chịu ảnh hưởng của triều cường thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đã được lực lượng bộ đội biên phòng, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và các lực lượng phối hợp di dời khẩn cấp. Bão tới thì giờ không biết bơi được, phải đi qua bên đó, trú bão rồi chứ giờ ở đây cũng sợ mưa rồi gió nó vô trong nhà cửa rồi. Lực lượng di dời đã đến các khu vực nguy hiểm của triều cường tiến hành di dời dân. Trong đó, ưu tiên di dời người bệnh, người già và trẻ em đến các khu vực an toàn để tránh trú. Di dời những hộ dân ở cái vùng, nhất là ở cái xóm cồn của thôn Thạch Bi 1 và cái dân của cái thôn Thạch Bi 2, tức là cái kè Sa Huỳnh mà vừa qua là những cơn bão số 5 vào đã làm sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tính mạng của bà con nhân dân. Cho nên là kế hoạch là chúng tôi sẽ triển khai thực hiện di dời bà con nhân dân là trước 12 giờ trưa nay. Hiện nay là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chúng tôi đã là thiết lập cái sở chỉ huy tiền phương của Bộ Chỉ huy ở Đức Phổ. Và ngay tại sông cồn này thì cái lực lượng là đưa xuống dưới này là 15 cán bộ chiến sĩ của thường trực. Cộng với là cái lực lượng của dân quân sẵn sàng động viên cái trung đội dân quân cơ động của xã cùng với là cái lực lượng dân quân là rộng rãi của xã để tiến hành là di dời cái nhân dân của sông cồn trước 12 giờ theo kế hoạch của là xã và huyện. Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương ven biển khẩn trương di dời cấp tốc toàn bộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, chậm nhất là đến 16 giờ chiều nay phải di dời xong. Tổ chức lực lượng để di dời dân trước 12 giờ ngày 10 tháng 11 để đảm bảo cho dân đến nơi an toàn, giảm thiểu thiệt hại tính mạng tài sản của người dân. Công tác di dời dân đang được tỉnh Quảng Ngãi gấp rút triển khai, tuyệt đối không để bất cứ hộ dân nào nằm trong vùng nguy hiểm ở lại nhà trước khi bão đổ bộ.